Chào các bạn, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về học Microsoft Word với cái nội dung mình hướng dẫn trong phần này, đó là về cách trộn thư. Thì trộn thư là gì? Chúng ta cũng xem một ví dụ như sau. Ví dụ đây là một giấy mời họp phụ huynh. Và trong giấy mời này mình cần điền thông tin, đó là họ tên của học sinh, kính mời phụ huynh của em. Và hiện nay mình đã có một file danh sách của các học sinh. Thì bây giờ mình muốn là mình sẽ tiến hành chèn thông tin của các học sinh này vào ở cái vị trí sau từ em này. Và để thực hiện công việc này, chúng ta có thể thực hiện chức năng trộn thư ở trên Microsoft Word. Và để thực hiện chức năng trộn thư thì mình sẽ có cần phải có hai file. File thứ nhất là file văn bản mẫu đã chứa cái văn bản mà chúng ta đã thực hiện soạn thảo sẵn và chỉ cần chèn thêm một số thông tin. Ví dụ trường hợp này ở đây là giấy mời. File thứ hai đó là file danh sách. Và đối với file danh sách này có thể là file Excel hoặc là file Word. Tuy nhiên đối với file Word thì file danh sách này phải cấu trúc dạng bảng biểu và trong file này chỉ tồn tại duy nhất một cái bảng biểu này thôi. Có nghĩa là bây giờ ví dụ các bạn chúng ta ở cái mục bảng biểu này các bạn thêm cái tiêu đề vào đây chẳng hạn. Các bạn danh sách học sinh. Nếu trường hợp các bạn thêm tiêu đề vào trong cái bảng biểu này thì cũng sẽ không không thực hiện được việc trên. Sau khi chúng ta đã có cái file danh sách và file mẫu này thì chúng ta thực hiện chức năng trộn thư như sau. Để thực hiện chức năng trộn thư các bạn kích hoạt menu mailing và ở menu mailing này các bạn sẽ chọn ở mục là select recipient này ở đây chúng ta chọn chức năng này. Tức là chúng ta tiến hành chọn cái danh sách của cái người mà chúng ta muốn gửi tới cái gửi cái văn bản đi. Chúng ta chọn select này. Sau đó chúng ta chọn use an existing link, chúng ta chọn chức năng này. Khi chúng ta chọn chức năng này xong thì nó xuất hiện cửa sổ thì yêu cầu chúng ta tiến hành là trỏ tới cái file chứa danh sách, trong trường hợp này là cái file danh sách học sinh. Thì mình sẽ tiến hành chọn cái file danh sách học sinh và open. Như vậy mình đã thực hiện chọn chỉ ra được cái file danh sách học sinh này. Việc tiếp theo là chúng ta thì tiến hành chọn cả cái trường hay còn gọi là cái cột ấy ở trong bảng biểu chúng ta cần chèn vào. Ở đây mình sẽ tiến hành chọn điền vào sau cái mục phụ huynh em này là chính là họ tên của học sinh thì chúng ta tiến hành click vào thì mục là insert merge field và click vào đây. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong cái file của chúng ta lúc nãy là có ba cột từ từ họ tên và ghi chú thì ở đây chúng ta thấy nó cũng xuất hiện cả ba cái trường này và ba cái cột này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tiến hành chọn họ tên. Như vậy chúng ta thấy trường họ và tên hay là cái cột họ và tên đã được chèn vào trong giấy mời này. Các bạn có thể xem kết quả. Chúng ta click vào review results ở đây. Như vậy chúng ta thấy đồng ký mời phụ huynh em Cao Thị Thùy Dung và em này là em số 1 ở trong cái bảng biểu đó. Các bạn có thể click vào mũi tên này để di chuyển sang em tiếp theo. Như vậy chúng ta thấy bây giờ danh sách học sinh ở bên bảng danh sách kia sẽ được chèn vào đây. Sau khi chèn rồi bây giờ để thực hiện in ấn chẳng hạn thì các bạn sẽ kích hoạt chức năng Finish and Merge. Thì chúng ta thấy ở đây có hai chức năng mà mình muốn hướng dẫn các bạn. Tuy nhiên một cái chức năng mình muốn các bạn hay dùng nhất là chúng ta in ra luôn in ra luôn hoặc là các bạn có thể tiến hành sửa văn bản. Tuy nhiên cái chức năng này thì khi dùng mình muốn hướng dẫn các bạn chức năng print document luôn, chúng ta in văn bản. Khi in thì nó cửa hộp thoại này hỏi là gì, all tức là in tất cả, còn record current record tức là in người hiện tại thôi, là in cái giấy mời cho Nguyễn Thị Kim Nhung này. Còn các bạn from to tức là các bạn ví dụ mình muốn in từ người số 1 đến người số 5 thì from 1 to 5 và ok. Bây giờ chúng ta thử nhá. Bây giờ mình from 1 to 5 ta cũng xem. Thì ở đây khi in thì nó sẽ bật hộp thoại của máy in lên, chúng ta phải tiến hành chọn máy in. Và sau khi chúng ta thực hiện ok thì sẽ có 5 giấy mời cho 5 em từ 1 đến 5. Ngoài ra chúng ta có thể tiến hành xuất ra một file. Ví dụ bây giờ mình sẽ xuất ra 5 giấy mời là 5 file, là một file của 5 trang.
chứ không phải là ra năm tờ giấy như lúc nãy mình chọn print ạ. Mình sẽ chọn chức năng này, ví dụ cái chọn này các bạn có thể sửa đổi thêm cho cái các giấy mời của từng cá nhân một. Mình chọn edit individual document, chức năng thứ nhất này. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành xuất ra một cái file cũng có 5 trang cho năm giấy mời của năm em từ 1 đến 5. Ok. Như vậy các bạn thấy đây, văn bản hiện nay là có tất cả 5 trang. Em Cao Thị Thùy Dung. Đây là năm cái giấy mời. Thì các bạn có thể sửa cho thông tin trong cái giấy mời này cho năm em này. Còn cái chức năng các bạn không muốn sửa thì các bạn có thể in trực tiếp luôn. Thì đây là một cái chức năng về tồn thư, một chức năng rất hay mà các bạn có thể sử dụng khi chúng ta cần soạn thảo các văn bản như giấy mời hay là cả một số nội dung mà chúng ta có thể chèn các thông tin từ các cái bảng, các cái file khác vào. Mình hy vọng các bạn có thể thực hành tốt cái phần này và áp dụng cho công việc của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.